Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ trận thi đấu thứ 9 giải bóng đá Lào Tứ Sướng 7 tranh cúp Tích Miều năm 2024. Bên tay trái của chúng ta đây đó chính là cao thủ Cảm ơn Châu Ba Lê. Và cao báo vào trong đầy nỗ lực là cầu thủ số 8 bên phía các đầu World Tuy Sơn đó chính là Tấn Văn. Và người kết thúc tình huống đó chính là cầu thủ số 12 Quyết Lò. Và tròn trổ đánh đầu vô cùng đẳng cấp và đem lại bàn thắng dành cho các đội Hoa Hồng. Tỷ số hôm nay là 1-0. Và thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm không được. Và dứt điểm vừa rồi là cầu thủ số 10. Đó chính là Lê Bảo Hiền. Thủ thành Quang Trung. Hợp lý, cơ hội đối mặt, cơ hội rồi. Và bỏ lỡ cơ hội vừa rồi là cầu thủ số 8, đó chính là Tấn Văn. Đây là câu trả lời của Đức Lớn, dứt điểm, không vào. Bóng vẫn tiếp tục lan trên đôi chân của đội Hòa Xanh. Cơ hội không vào. Và dứt điểm có thai vừa rồi là cầu thủ số 6 là Thanh Cường. Tuy nhiên thì thủ thành cao thủ Hồng họ đang bọc lót chơi nhau tốt. Phản công cho đầu ông Văn Giáo. Ít lượng làm gì đây. Dứt điểm vào lời. Thủ thành bên phía các cầu thủ Anti-Director đang đấu với hết cờ. Tuy nhiên thì vào bóng dứt điểm là quá hiểm hóc. Cú đúp dành cho Bích Lòng. Số này là 2-0 cho các cầu thủ Sơn, quá đẳng cấp. Với có 5 phút thi đấu đầu tiên thôi thì đã có tới 2 bàn thắng dành cho các đồng quân Tuyết Sơn. Bích Lòng đang là một thủ rất đáng xem trong mùa giải năm nay. Số 7 đang là Văn Giáo. Vương Văn, Bích Lòng. Tấn Văn chơi bóng vào trong đánh đâu. Như vậy là đã có bàn thắng cho đội trưởng bên phía Tuyết Sơn. Người ghi bàn vừa rồi đó là cầu thủ, đó chính là cầu thủ số 18 Trừng Trung Ngày. Tỷ số hôm nay đang là 3-0 dành cho các đội quân Tuyết Sơn. Cao thủ thành chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì mình có đi. Tôi sẽ cùng xem họ sẽ đá phạt thế nào đây. Chạy bóng vào trong, nguy hiểm quá. Như vậy là một pha đá phạt đẳng cấp của cầu thủ Tấn Văn. Và đá phạt rất đẹp mắt. Người ta đã vẽ lên một đường cong để đánh bại hoàn toàn thủ thành bên phía cao thủ Anti-Director. Tỷ số hôm nay là 4-0 cho các đội quân áo tím. Số 22 bên phía Tây Sơn đó chính là Việt Cường. Cơ hội nhà thứ hai đi đâu. Như vậy là có bàn thắng thứ 5 cho các đội quân Tây Sơn. Người ghi bàn vừa rồi đó là cầu thủ số 19 đó chính là Duy Quang. 5-0 cho các đội quân Tây Sơn. Một cú sổ hủy diệt cho các đội bóng IT Director Hồ Chí Minh. Nguy hiểm quá, Bích Lợi. Và đỡ bước một gọn gàng và dứt điểm đánh bại hoàn toàn thủ môn Thái Long. Cú hat-trick dành cho Bích Lợi. Thực sự thì Bích Lợi đang chơi vô cùng hiệu quả cho sân. Cầu thủ Hồng họ đang đập nhà rất bài bản, rất bình tĩnh. Đó lý do tại sao mà
và vòng đấu vừa qua họ đang xếp vị trí thứ 3, đây là coi vào rồi. Người với dứt điểm vừa rồi đó chính là cầu thủ số 8 Như Vinh. Bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ AT Director trong trận đấu ngày hôm nay, tỷ số hôm nay là 1-6. Và bằng vào dứt điểm bồi rất kịp thời của cầu thủ số 6 đó chính là Thanh Cường, xin lỗi vì Thanh Cường. Tôi hy vọng rằng bàn thắng vừa rồi sẽ giúp cho các cầu thủ Sài Gòn sẽ chơi hưng phấn hơn. Quý Kiệt, xin lỗi Lô Quý Kỳ. Cầu thủ Sài Gòn đang bay rát rất chặt các cầu thủ Hồng, đây là cơ hội rất chóng dài. Tiến đường đây, bóng vượt cơ hội vào gôn. Cú đúp bằng đầu của cầu thủ đội trưởng đó chính là Trần Trung Hải mang áo số 18 của anh em Tiến Sơn, rất đẳng cấp. Quả đánh đầu không có chỗ chê, bóng đi quỹ đạo rất khó, đánh bại hoàn toàn đối thành bên phía IT Director Hồ Chí Minh. Số này là 7-1 dành cho đội quân Tiến Sơn. Thực sự quả đánh đầu rồi rất đẳng cấp. Nói về đó chính là cầu thủ số 19 là Lo Di Quang. Bóng vẫn còn. Cắn ngang đi. Rất bất ngờ, như vậy là có bàn thắng giúp cắn tỷ số dành cho cầu thủ số 25. Người ghi bàn vừa rồi đó chính là Bài Báo Hiền. Rất bất ngờ. Lực bóng đi không mạnh, tuy nhiên thì thủ thành bên phía Tyson có vẻ như hơi bất ngờ trên đội bóng vừa rồi. 2-6 cho các cầu thủ AT Director. Có vẻ như sau bàn thắng vừa rồi thì các cầu thủ xanh nó đang dần trở lại. Bóng tiếp tục. Rất tốc độ của Quốc Kỳ. Đây là cơ người ghi bàn vừa rồi đó chính là cầu thủ số 25 Lê Bảo Hiền. Tỷ số này là 3-6 dành cho đảng quân AT Director. 3-7 ôi. Lỡ về đó chính là 3-7. Rất đầy, trận đấu này được đẩy lên rất cao. Và nếu như có nhiều thời gian hơn nữa thì cầu thủ AT Director sẽ có được nhiều bàn thắng hơn. Bóng tiếp tục trở lại trên đội trận của các đội bóng áo xanh AT Director. Chỉ tên cái bóng vào trái bóng vào hai, làm gì đây? Một cơ không vào. Thực sự đó là cơ hội rất ngon ngang để cho cầu thủ số 10 bên phía AT Director, đó chính là Quý Kỳ. Xin chúc mừng cho chiến thắng của anh em Tuyết Sơn và cũng xin chia buồn cho các cầu thủ IT Director.